Thông tin từ Ban vận động cứu trợ Trung ương cho biết, với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất và đến tận tay người dân, ngay sau khi tiếp nhận được các nguồn kinh phí ủng hộ, trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, Ban vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành các quyết định phân bổ lần 1 chuyển về Ban vận động cứu trợ 20 tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tỉnh Tuyên Quang nhận 20 tỷ đồng, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng mỗi tỉnh nhận 30 tỷ đồng. Các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Bắc Cạn mỗi tỉnh nhận 15 tỷ đồng. Các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Giang mỗi tỉnh nhận 5 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại, Ban vận động cứu trợ Trung ương tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến các địa phương vùng thiệt hại do bão lũ. Dự kiến vào ngày mai 16 tháng 9, Ban vận động cứu trợ Trung ương sẽ tiếp tục tiến hành phân bổ hỗ trợ đợt 2 dựa trên mức độ thiệt hại của các địa phương. Khắc phục nhanh chóng hậu quả sau bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phát động kêu gọi toàn bộ nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp huy động các phương tiện, thiết bị, tranh thủ 2 ngày cuối tuần làm vệ sinh môi trường. Tại thành phố Hạ Long, từ chiều, đoàn viên thanh niên thành phố cũng đã ra quân triển khai chiến dịch làm sạch thành phố, sẵn sàng đón khách du lịch. Theo đó, 10.000 học sinh, sinh viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện đã có mặt và tập trung làm sạch hơn 10 km các tuyến bờ biển, vỉa hè tại khu du lịch Bãi Cháy và tuyến đường bao biển từ cầu Bài Thơ tới bãi tắm Hòn Gai. Rác thải sau khi được thu dọn sẽ được thành phố tổ chức đưa đi xử lý, trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho thành phố. Trong 2 ngày cuối tuần, hoạt động vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả bão số 2 trước mắt sẽ tập trung làm sạch các địa điểm công cộng như bãi biển, công viên, vỉa hè. Trong những ngày tới có rất nhiều việc phải làm để cho thành phố xanh sạch đẹp trở lại và em rất là sẵn lòng để tham gia những hoạt động tích cực như này ạ. Và trong thời gian tới thì lực lượng thanh niên trên địa bàn thành phố cũng sẽ bằng sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện của mình tham gia tích cực vào các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp đỡ đặc biệt là những khu dân cư đối với những nhà mà có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình có người già neo đơn để dọn dẹp và vệ sinh môi trường, gia cố lại nhà cửa cũng như tiếp tục đồng hành để dọn dẹp làm sạch bãi biển để sẵn sàng cho thành phố đón khách du lịch quay trở lại. Sau bão, công tác khắc phục hậu quả thiên tai đang được Quảng Ninh gấp rút triển khai. Với sức trẻ, tinh thần tình nguyện hướng về cộng đồng, sắc xanh thanh niên đang tích cực đóng góp giúp Quảng Ninh nhanh chóng phục hồi sau thiên tai. Thưa quý vị, người Việt có lẽ đã trải qua 10 ngày khó quên trong lịch sử. Bão số 3 và hoàn lưu của nó đã tác động lên toàn miền Bắc. Mưa gió, lũ quét, lụt lội, sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm con người. Nhiều kho tàng, nhà cửa, bến bãi cùng với hàng trăm nghìn tỷ đồng cũng đã bị phá hủy. Công tác khắc phục hậu quả của bão số 3 vẫn đang được tiến hành khẩn trương tại các tỉnh thành. Và ngay bây giờ thì chị Hương Quỳnh sẽ cung cấp thông tin toàn cảnh về cơn bão số 3, siêu bão Yagi đến với quý vị. Xin mời chị Hương Quỳnh. Xin được cảm ơn anh Tuấn Anh và chị Kim Ngân. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin nhìn lại về cơn bão số 3, bão Yagi. Bây giờ thì quý vị có thể nhìn ở phía đằng trước tôi bây giờ sẽ là bản đồ về đường đi cũng như là sự hình thành của cơn bão số 3, bão Yagi. Thưa quý vị, cơn bão này được hình thành trên vùng biển phía đông Philippines và đi vào Biển Đông vào ngày 3 tháng 9 năm 2024. Nó đạt cấp siêu bão, tức là cấp 16, giật trên cấp 17 vào ngày 5 tháng 9. Cơn bão này được ghi nhận kỷ lục là siêu bão có cường độ mạnh nhất hoạt động trên Biển Đông trong khoảng 30 năm trở lại đây. Tại Việt Nam, vào lúc 10 giờ sáng ngày 7 tháng 9, thì bão đã đổ bộ vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh này, thì sức gió vẫn duy trì ở cấp 12, 13 và giảm dần khi bắt đầu vào đến Hà Nội với sức gió cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Và bây giờ thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy bên cạnh tôi đây sẽ là khu vực bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi trên bản đồ. Quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh của các tỉnh như là khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội. Và để phòng chống bão Yagi thì cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, liên tục ra những chỉ đạo, công điện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ, của trưởng ngành và trưởng các địa phương đã được ban hành. Các địa phương, rồi quân đội, công an cũng đã nhanh chóng vào cuộc để cùng người dân chống bão. Tuy nhiên thì sức phá hủy của cơn bão Yagi đã gây ra nhiều thiệt hại to lớn hơn. Quý vị có thể nhìn thấy đầu tiên là thiệt hại ở khu vực tỉnh Quảng Ninh. Đây là những số liệu được thống kê sơ bộ tại Quảng Ninh. 13 người chết, hơn 70.000 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 2.100 cột điện bị gãy đổ, gây mất điện diện rộng, mất nước, mất mạng viễn thông. Và ước tính tổng thiệt hại của tỉnh Quảng Ninh là khoảng 23.000 tỷ đồng. Và tiếp theo là những con số thiệt hại tại khu vực Hải Phòng.
Ở Hải Phòng cũng đã ghi nhận 2 người chết do bão, gần 14.000 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học cũng đã bị tốc mái và rất nhiều những biển hiệu quảng cáo, rồi cột viễn thông, trạm phát sóng bị gãy đổ. Ước tính tổng thiệt hại về tiền là trên 11.000 tỷ đồng. Còn Thái Bình thì cũng đã may mắn hơn hai tỉnh vừa rồi, không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên thì 11.000 ha lúa, 3.345 ha hoa màu cũng đã bị ngập úng. Một số diện tích nuôi trồng thủy sản cũng đã bị hư hại, cây trồng cũng đã bị đổ gãy, ngập úng cục bộ. Còn với khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta, thì bão số 3 càn quét khu vực Hà Nội khiến cho một người chết, nhiều thiệt hại về nông nghiệp, hơn 40.000 cây xanh cũng đã gãy đổ. Thế nhưng mà thưa quý vị, đây chưa phải là những con số cuối cùng. Hoàn lưu của cơn bão số 3 còn gây ra hậu quả khủng khiếp chưa từng thấy tại khu vực Bắc Bộ. Trước tiên thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng quan sát về tổng lượng mưa đợt bão số 3 tại một số tỉnh thành Bắc Bộ. Lượng mưa cao nhất đã được ghi nhận tại khu vực Vĩnh Phúc là 667,4mm, thấp nhất là tại Bắc Giang với 364,9mm. Mưa lớn liên tục cũng đã đẩy mực nước tại các sông lên cao như là ở phía khu vực sông Hồng hay là sông Thái Bình, sông Thao, sông Lô đều vượt mức báo động 3. Và đáng chú ý là lũ lớn vượt lịch sử xuất hiện trên nhiều tuyến sông và cũng đã gây ra 548 sự cố, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn hệ thống đê điều. 20 trên 25 tỉnh thành phố phía Bắc đã ghi nhận tình trạng ngập lụt quy mô lớn với nhiều giá trị vượt ngưỡng. Và thưa quý vị có thể nhìn thấy bây giờ sẽ là bản đồ liên quan đến ảnh hưởng của các hoàn lưu bão tại các tỉnh Bắc Bộ. Rất nhiều các địa phương tại Bắc Bộ cũng đã chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão số 3, như là ở phía Lào Cai. Lào Cai cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ gây ra. Kinh hoàng nhất là trận lũ quét lớn đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, làm 52 người chết. Và đây cũng là nơi ghi nhận số thiệt hại về người cao nhất với 150 người chết và mất tích. Ước thiệt hại ban đầu về tài sản là trên 3.235 tỷ đồng. Tiếp theo là khu vực tỉnh Phú Thọ. Người dân chắc chắn có lẽ không thể quên hình ảnh, đó chính là khu vực cầu Phong Châu cũng đã bị sập. Theo báo cáo sơ bộ, trong vụ sập cầu Phong Châu thì có 10 ô tô, 2 xe máy và hơn 10 người bị rơi xuống sông. 5 người cũng đã được cứu sống. Còn với Cao Bằng, cũng là một địa phương đã xảy ra tình trạng mưa lớn trong những ngày của hoàn lưu bão số 3. Tại Cao Bằng thì mưa lớn đã dẫn đến sạt lở đất khiến cho một xe khách 20 chỗ, 2 ô tô con và một số xe máy bị vùi lấp cuốn trôi. Và tỉnh này cũng đã ghi nhận 55 người thiệt mạng, 2 người mất tích. Yên Bái cũng là một khu vực đã bị chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Lũ sông Thao đoạn qua Yên Bái dâng cao vượt ngưỡng báo động 3 và nhiều khu vực đã bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Người dân cũng đã phải chạy lũ trong đêm. Địa phương này cũng đã ghi nhận 53 người thiệt mạng, 2 người mất tích. Và tính đến thời điểm chiều nay, ngày 15 tháng 9, thì 17 địa phương trên toàn miền Bắc đã có thiệt hại về người. Tổng cộng đã có 330 người chết và mất tích. Thiệt hại do bão số 3 gây ra ước tính khoảng 40.000 tỷ đồng. Và đến thời điểm này, theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, nước trên các sông cũng đã tiếp tục rút và công tác thống kê thiệt hại khắc phục hậu quả tại các địa phương vẫn tiếp tục được triển khai nhanh chóng để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân.